Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho quý vị một căn nhà 5 tầng, diện tích 30m thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì gần với trường Đại học Kiểm sát, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn. Từ cái vị trí ngôi nhà này ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn nó chỉ khoảng tầm 1 km, và từ ngôi nhà này đến tới trường Đại học Kiểm sát Dương Nội nó chỉ khoảng tầm 600m thôi thưa quý vị. Và ngõ trước nhà 2m cách với lại đường ô tô đi lại 50m. Thiết kế của nó hướng nhà là hướng Tây Bắc, 5 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay về ở được luôn quý vị ạ. Với cái thiết kế của ngôi nhà tương đối hợp lý, mặt tiền 4m, mặt hậu 4m, rất là vuông vắn. Và với cái thiết kế ngôi nhà, cửa chính 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Vị trí ngôi nhà quyết định lên giá bán. Vị trí này thuộc phường Dương Nội, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn thưa quý vị. Bạn 5 tầng này quý vị dọn đồ về ở được ngay. Nhà vừa mới hoàn thiện xong hết, còn thơm nguyên mùi sơn mọi người ạ. Đây là phần tầng 1 Ngọc Ánh đang đứng của ngôi nhà. Thì với cái tầng 1 này thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Với phòng khách thiết kế đã hoàn thiện xong hết rồi. Đó. Trần, phào, thạch cao, hệ thống điện, nước, rồi là sơn, thiết bị vệ sinh, tủ bếp nói chung vân vân là hoàn thiện xong. Quý vị chỉ việc dọn hành lý về và ở được ngay trong ngày, sổ đỏ sang tên được luôn. Với cái phần ở phần phòng khách này thì chủ nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị hệ thống trần thạch cao này, rồi là ở cái phần không gian phòng khách thì chủ nhà thiết kế tặng thêm cho quý vị một chiếc đèn chùm trang trí tương đối để rất là đẹp đờ con mọi người ạ. Còn đây là cái phần phòng khách thì ở đây chủ nhà ốp cái vách PVC giả đá nano, cái tấm nano mọi người ạ. Đồng thời ở đây là cái kệ tivi. Quan trọng vị trí đi lại khá là thuận tiện, phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị đi làm theo trục đường Lê Trọng Tấn ở Lê Văn Lương kéo dài, hoặc quý vị có thể đi trục đường Lê Trọng Tấn để đi ra đại lộ Thăng Long. Nói chung phạm vi bán kính 10 km quay đầu rất là hợp lý. Hà Đông này, Hoài Đức này, Thanh Xuân, thậm chí là từ vị trí ngôi nhà này quý vị đi làm ở Mỹ Đình, đi tắt từ đây lên Đại Mỗ và đi lên Mỹ Đình cũng tương đối là gần. Và ngoài ra cái phần phòng khách thì đây thiết kế thêm một phần phòng bếp cho quý vị. Không gian phòng bếp hoàn thiện xong hết, tủ bếp này, rồi ốp kính ốp bếp, rồi đá ốp bếp hoàn thiện xong hết. Với cái tủ này thì thiết kế là tủ gỗ MDF chống cong vênh. Căn nhà này thì quý vị dọn đồ về ở được luôn. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh và nhắc lại, giá bán thì em để ở dưới phần miêu tả. Về cái phần giá bán thì tương đối là hợp lý so với một ngôi nhà 5 tầng tại vị trí hiện tại mọi người nha. Đó, tất cả pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Ngoài phần phòng khách kia, phòng bếp đây thì còn thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1. Phòng vệ sinh này đáp ứng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng. Lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà, diện tích 30m, thiết kế nếu như mà nghe qua 30m thì mọi người thấy tương đối là nhỏ đúng không ạ? Nhưng mọi người có thể nhìn em review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thì cái thiết kế của nó là tối ưu công năng sử dụng cho một hộ gia đình mọi người nha. Nói chung là chủ đầu tư nhắm tới cái phân khúc mà hộ gia đình ở vừa phải, hợp lý, đầy đủ công năng mà vẫn ví dụ đầy đủ 3 phòng ngủ. Như ngôi nhà này là vẫn đáp ứng cho quý vị 3 phòng ngủ, có nghĩa là có cả thêm ông bà ở cùng với lại bố mẹ và thậm chí là con cái tách ra ở riêng vẫn cứ là ok. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì ở đây chủ nhà lắp cho quý vị ở đây một vách CNC. Đó. Một vách gỗ, đồng thời ở dưới là có tủ kệ nho nhỏ trang trí nhưng mà cũng vẫn để được đồ nha mọi người. Đây. Tay vịn cầu thang của trụ thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể đường, hướng, vị trí, giá thì em để dưới phần bình luận rồi. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên. Tầng xây mới thiết kế 3 phòng ngủ như thế nào? Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế cho quý vị như nhau như tầng 2. Ở đây thiết kế cho quý vị công năng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở trên phía tầng 2 hướng ra phần mặt ngõ. Với cái căn nhà này ấy, thì chủ nhà tặng rèm cửa này quý vị ơi. Đây, điều hòa. Đây, cho quý vị hết rồi. Đó, cửa sổ thông thoáng, điều hòa thì lắp đặt xong hết, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, sàn gỗ công nghiệp.
ở phía dưới chân của Ngọc Ánh đây. Cửa sổ thì thiết kế hai lớp, đảm bảo tính an toàn cũng như thẩm mỹ cho ngôi nhà. Với cái phần tông sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, cho nên bước vào cái không gian phòng có 30m thôi mọi người ạ, nhưng mà cảm giác nó không bị quá nhỏ ấy. Đó. Hệ thống trần thạch cao, mọi cái. Đây là cái phần không gian phòng ngủ của ngôi nhà quý vị nhé. Có như thế nào thì em quay và review cho quý vị là y như vậy, cho nên quý vị đến xem nhà hoàn toàn là yên tâm. Không phải là chụp ảnh một kiểu, gửi ảnh một kiểu, xong rồi mọi người đến xem nhà lại là một kiểu khác. Còn đây em review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, đường, hướng, giá, ngõ cho quý vị rồi nhé. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2. Với phần phòng vệ sinh này, thiết kế tương đối rộng, có cabin 8 này. Đây. Hệ thống sen cây tắm này. Đây mọi người ạ. Hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu, lavabo bàn đá. Thiết kế rất là ổn áp luôn. Quạt hút mùi, bồn cầu đây, lavabo. Ở đây thì sử dụng nước sạch rồi, quý vị hoàn toàn yên tâm. Hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở, sang tên ngay cho quý vị được nhé. Cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thiết kế toàn bộ là cửa nhôm mẹ Việt Pháp. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Như em đã chia sẻ cho mọi người, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Như vậy với cái căn nhà này 5 tầng thì mới thiết kế được 3 phòng riêng mọi người nhé. Đây. Đây là phòng ngủ tầng 3. Cũng đầy đủ hết. Rèm cửa, điều hòa. Đó. Hệ thống trần thạch cao. Căn nhà này thì cách với trục đường ô tô chỉ 50m. Xung quanh chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đều tương đối gần. Gần với trục đường Lê Trọng Tấn, gần với lại trường đại học kiểm sát Dương Nội. Cụ thể thì với cái vị trí này thì nó thuộc đường Ỷ La, phường Dương Nội quý vị nhé. Đây là phần phòng vệ sinh tầng 3. Phần phòng vệ sinh tầng 3 này thiết kế tương tự như tầng 2. Đầy đủ cabin tắm, bồn cầu, lavabo, nước, điện về ở được luôn. Đó. Và mời quý vị theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3. Đấy. Quay review rất là cụ thể, chi tiết cho quý vị. Rèm cửa, tất cả các tầng, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều đầy đủ hết hệ thống rèm cửa. Phòng ngủ đây, trên phía tầng 4. Đó. Phòng vệ sinh ở trên phía tầng 4 đây ạ. Với phần phòng vệ sinh ở trên phía tầng 4 thì chủ nhà không thiết kế cabin tắm nữa, thiết kế bình thường như thế này thôi. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm là tất cả những cái thông tin Ngọc Ánh đưa ra là đúng sự thật. Giá bán là giá chào của chủ đầu tư. Căn nhà đúng với lại hiện trạng. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 thì thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là phần phòng thờ riêng của ngôi nhà quý vị nhé. Đây, cũng tương đối là rộng, phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, sân phơi tương đối là rộng và rất là thoáng. Đứng từ vị trí ngôi nhà này thì quý vị có thể nhìn thấy dân cư đông đúc. Xung quanh dân cư rất là đông. Chợ trường phường trạm tiện ích đầy đủ. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể và để đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.